Bà Bình nha. Giời, thằng Bà Bình. Giời, thích không? Giời. Mày đợt trước mùa đông cũng bập bênh như này đây. Úi giời. Lên xuống. Ô tô về đấy này, ô tô lên kìa. Ô tô lên xóm rồi. Úi giời. Ô tô lên xóm đấy, bắt thằng trẻ con đấy. Úi giời, bập bênh. Ê, ô tô ơi, xe gì đấy? À, xe gì? Xe gì ở bên đây? Xe tải à? Chuẩn rồi, xe tải. Xe tải. Hả? À, không hiểu. Tôi không hiểu nói gì. Xe tải à? Úi giời. Xe tải á. Ấy kìa. Kìa. Ý, đang làm nhà kìa. Ô tô gì kìa? Ô tô gì? Bạch 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 đang làm nhà. Mấy người ở dưới này rồi. Hả? Ấy, cái gì ấy? Máy gì đấy? Ôi giời, máy khoan hả? À, bà chơi nghe không? Chơi nghe. Ở đây đi bà, chơi nghe đi. Chơi nghe. Bớ. À, vô đây.